Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay lại cái video clip này. Mình muốn giới thiệu với các bạn cách phối ghép mới của mình giữa con X7 và Tubi03. Tubi03 thì là một cái về giá rẻ nhất thì thị trường hiện nay ha. Giá rẻ thì chất âm hay thường thường người ta nói cái gì cũng có giá của nó. Nhưng với đối với con Tubi03 này giá rẻ nhưng mà chất âm không hề rẻ nha. Thì đây mình muốn nói sơ qua lại cái con X7 này. Thì hiện tại thị trường giờ đang hút hàng nhất là con X7. Con X7 này nó chơi rất là hay trên Smart TV ha, không X6, SV5 gì đó thì nó chơi trên Smart TV á, thì nó hơi bị thiếu bass, tiếng tiếng nó hơi nhỏ ha, vì nó không có cái volume này. Vì vậy chơi mình chơi X6 với SV5, X3 đó thì mình nên trang bị thêm cái con Cubi 03 này, nó có thể hỗ trợ cho mình cái volume về này thì cái tiếng nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều ha. Còn X7 này thì nếu các bạn chơi trên Smart TV á, thì không cần, mà nó có cái volume rồi, mình cái tiếng nó rất là dày ha. Thì ở đây mình phối ghép với cái laptop của mình thôi. Thì các bạn cũng biết rồi đó, giữa cái cổng optical với cổng coaxial và USB á, thì tất nhiên á, là cái cổng coaxial với USB tất nhiên cái âm thanh nó luôn luôn sẽ hay hơn cái cổng optical rồi ha. Thì cái này thì tại vì cái cổng optical mà trên TV á, thì đa số cái cổng nó dùng để cho mấy cái dàn 5.1 để xem phim là chính ha. Thì mình phối ghép với con X7 này vô thì nó được cái volume này thì nó ok hơn, tiếng thì nó sẽ dày, cái bass nó quýnh mạnh mạnh hơn, nó không có bị nhỏ tiếng. Rồi thì ở đây thì hôm nay mình ghép với cái con Tubi 03 này á, thì mình thấy cái chất âm của nó cũng rất là khá hay á, với một cái số tiền mình bỏ ra cũng tương đối khoảng tầm rơi vào dưới 5 triệu thôi, không không có nhiều gì mấy. Thì dưới 5 triệu thì nó mang lại cho mình nhiều cái những cái đặc sắc hơn và cái riêng biệt nó hơn về cái chất âm của nó. Thì hôm qua mình kết phối ghép với cái vòi đèn đó, thì mình thấy cái chất âm nó nghe rất là mềm, nó rất là mịn, nó phải nhựa nhựa êm êm từ từ rất là hay. Mấy bạn nào thích nghe nhạc về 775 á, thì ghép với cái về giữa DAC S7 với cái vòi đèn nào cũng được hết nha, không cần nhất thiết với cái con Q03 này. Q03 này thì giá rẻ thì dành cho tất cả các anh em ai cũng có thể sở hữu được được nó ha. Thì những người nào mà cao cấp hơn có thể trang bị những cái vòi cao cấp hơn, vì người dùng mình thôi. Thì hôm nay mình test một cái bài hát cho các bạn nghe thử về cái chất âm của X7 qua một cái vòi đèn Tubi 03 này ha, giá rẻ thì thị trường ha. Thì mình cũng xin xin nói sơ qua về cái giá cả ở bên mình. Thì cái con X7 này mình đang phân phối với giá là 3 triệu 7 ha, full box mới 100%, free ship mọi tỉnh thành. Và con Tubi 03 này mình đang bán với giá là 1.050.000 bóng theo máy. Nếu mà các bạn muốn nâng cấp lên bóng Mỹ 5654 á, thì là 1.200.000 ha. Tất cả sản phẩm bên mình đều free ship hết và thanh toán khi nhận nhận hàng. Rồi, giờ mình thử một bài hát cho các bạn nghe thử nha. Mình lấy một cái bài hát trên máy tính của mình, cái nguồn nhạc này thì mình đã có sẵn, chất lượng cao rồi. Rồi, mình thử nha. Just like a long lost friend.
yesterday once more. Show me the là hay ha các bạn ha. Thì mình cũng nói sơ qua lại một cái con tuby 03 này, nó cũng rất là hữu ích cho những bạn nào mà có cái những cái âm ly mà nó thiếu bát hoặc là thiếu chép á, thì kết nối thêm cái con tuby 03 này vô nó sẽ cân bằng chỉnh được cho các bạn chép bát nó theo ý muốn của các bạn ha. Đó, nó rất là, nó giá thành rất là rẻ mà rất hữu ích cho các bạn ha. Đó thì ở đây thì mình đã test xong rồi, thì các bạn cảm nhận về cái chất âm giữa con X7 qua cái Tubi 03 thì các bạn cảm nhận thế nào? Thì đối với riêng mình mình thấy rất là hay, chất âm nó rất là êm dịu nhẹ nhàng. Rồi xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video clip này, xin cảm ơn.